Chào mừng quý vị đến với bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Tin bóng đá 1 tháng 2. Nhận định bóng đá Oman với Australia 23 giờ ngày 1 tháng 2. Thông tin này gốc bóng đá 24 giờ cập nhật trên trang tạp chí Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Australia hành quân đến sân Oman với quyết tâm giành chiến thắng để qua đó nuôi hy vọng giành vé trực tiếp đến World Cup 2022. Australia khẳng định đẳng cấp khi có chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Việt Nam ở lượt trận thứ 7. Australia tạm xếp thứ 3 ở bảng B, tiếp tục bám đuổi Nhật Bản với chỉ một điểm ít hơn. Việc Nhật Bản đối đầu với Ả Rập Xê Út ở lượt trận này là cơ hội để Australia có thể vươn lên để chiếm lợi thế trong việc giành vé trực tiếp đến Qatar. Trong khi đó, với Oman, với khoảng cách điểm hiện tại rõ ràng quá khó để họ bắt kịp một suất trong top 3A, Australia đang quyết tâm có vé trực tiếp tham dự World Cup 2022 hơn là con đường playoff. Nếu giành 3 điểm ở lượt trận này, Australia có cơ hội vươn lên vị trí thứ 2 khi Nhật Bản và Ả Rập Xê Út sẽ đối đầu với nhau. Australia đang sở hữu đội hình chất lượng, có phong độ cao gần đây. Oman chắc chắn là đối thủ không xứng tầm với Australia. Trong 10 trận đối đầu gần nhất, Australia đã giành đến 6 chiến thắng, 3 trận hòa và chỉ thua đúng một trận. Trận lượt đi giữa hai đội, Australia cũng có chiến thắng với tỷ số 3-1. Và nếu đội khách tiếp tục có chiến thắng ở lượt trận diễn ra vào rạng sáng ngày 1 tháng 2 cũng là điều dễ hiểu. Đội hình dự kiến giữa hai đội Oman với Australia: Oman, Anh Mukhidi, Marouk, Anh Khamisi, Anh Hapsi, Anh Kabi, Fawad, Anh Diahiae, Anh Sadi, A, Anh Alwi, R, Anh Alwi, Anh Haji, Australia, Rian, Duran, Sainsbury, Dizernet, Bé Hít, Ervai, Mui, Rosic, Zeko, Boyle, Đúc. Dự đoán trận này Australia thắng Oman 3-1. Bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi khi chúng tôi lên sóng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.